sanh. Ông Bùi Văn Sao sanh năm 1897, quê ở xã Vĩnh Trạch, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vì cha mất sớm nên lúc lên 7 tuổi thì mẹ cãi quá. Mặc dầu sống với cha kế, nhưng ông có tánh rất hiền lương dễ dạy nên được cha kế yêu thương như con ruột. Đến lúc thành niên, ông lập gia đình, sanh được 6 người con, 1 trai, 5 gái. Năm ông 49 tuổi, chẳng may vợ từ trần, để lại một đàn con côi cút. Tuy phải sống cảnh gà trống nuôi con, nhưng ông vẫn an phận vui lòng, lo lắng tương lai cho con. Khi các con khôn lớn định bề gia thất được 5 người, còn người thứ 8, tức cô Tám Mỹ, xin phép ly gia. Ông rất hài lòng vì chính ông cũng nuôi ý định ấy mà chưa có dịp thực hiện. Nay con trẻ dốc tâm hành đạo lại càng nung chí ông thêm. Cho đến năm 65 tuổi, ông phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu hành và dùng chay trường luôn. Bởi sẵn tánh hiền hòa chất phác, trong khoảng thời gian ấy, ông hành đạo rất tinh tấn chuyên cần. Đến năm 85 tuổi, vào một ngày nọ, từ chỗ nghỉ bước ra bàn dùng cơm, bỗng nhiên ông quỵ xuống đi không được. Con dâu trong nhà hay chạy đến đỡ dậy, và từ đó lo bề chạy chữa thuốc thang, nhưng không thấy thuyên giảm, lại sanh chứng sưng sọp liên miên. Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo ông dùng thịt cá thì trị bệnh mới mau lành và có thể sống thêm 9 đến 10 năm nữa. Ông trả lời rằng: "Thưa bác sĩ, ông có lòng tận tâm trị bệnh cho tôi rất cảm ơn ông. Chứ tâm tôi đã tự nguyện rồi, sự sống chết là lẽ thường, tôi không thể trở đũa được." Từ ấy, ông thường bảo con dâu trong nhà, khi nào cha bệnh hoạn hay vì nghiệp khảo thèm thịt cá thì các con đừng cho ăn, vì sợ có khi mình không tự chủ được. Thời gian trôi đi, trải qua 3 năm trường dằn vặt, ông vẫn kiên trì niệm Phật. Ông tự cảm biết cơn bệnh hoành hành hiện giờ là do nghiệp sát sanh ngày xưa, cũng vì sự nuôi con còn nhỏ dại mà lúc đương thời đã giết biết bao nhiêu sanh mạng như lương cá rắn rùa để độ nhật. Hôm nay vì nghiệp ấy đã mùi nên đành phải trả cho rảnh nợ trần ai. Cơn bệnh hoành hành ông dữ dội kéo dài khoảng 2 tháng. Lúc bấy giờ, từ ngày chí đêm, ông không thể nằm trên giường được. Lớp gì đau nhức, lớp nổi ghẻ độc lở lói, dồn thấy xương. Chỉ nằm trên võng cho đỡ mà thôi. Tuy vậy, ông vẫn nhẫn nại vui lòng trả nghiệp, không hề than trách, mà luôn luôn niệm Phật, vì ông nghĩ đó là lối thoát của mình. Mặc dầu tuổi già sức yếu, nhưng ông rất thính tai, sáng mắt, tinh thần tỉnh táo, chẳng hề lẫn lộn điều nào. Trong khi bệnh, có ai đến thăm, ông chào hỏi rất nhanh nhẹn, vui vẻ, tinh thần tỉnh táo, không mê muội. Đến rằm tháng 9 năm Bính Dần năm 1986, ông bắt đầu lên cơn sốt nặng, rồi từ từ mòn mỏi. Đến 3 ngày không ăn cơm cháo, chỉ nếm chút ít nước. Con cháu và đồng đạo hộ niệm trực tiếp, nhất là đêm 19 tháng 9. Ông hấp hối, nhưng có ai đến thăm hỏi thì ông trả lời bình tĩnh: "Con cháu và đồng đạo hộ niệm tới 12 giờ khuya." Bỗng trời dần vũ và phát nổ to một tiếng vang dội. Vì quá khuya, đồng đạo mòn mỏi nghỉ bớt, chỉ còn con cháu trong nhà đứng hai bên hộ niệm. Người con thứ 8 của ông là cô Bùi Thanh Mỹ chắp tay đứng bên giường. Bỗng nhiên thấy một con bướm vàng đậu trên trán ông. Khoảng nửa giờ sau, thình lình cô Tám Mỹ nghe tiếng phóng bên tai một cái rẹt, giống như ai vũ sắp lụa. Cô liền trông thấy ánh hào quang chiếu sáng thật nhanh. Cô lấy làm lạ và còn đang suy nghĩ thì cái ánh hào quang thứ hai phóng đến nữa. Lúc này cô hô to lên: "Hào quang phóng tới nữa kìa đồng đạo ơi!" Tiếp tục phóng đến 3 lần như vậy. Đứa cháu đứng gần, ánh hào quang làm mát cả mái tóc. Bấy giờ đồng đạo và bao người chung quanh chăm chú nhìn ánh hào quang với bao niềm hân hoan cảm kính. Ai nấy đều hoan hỷ là điều kỳ diệu chưa từng thấy. Rồi từ đó, ông hai trút hơi thở cuối cùng để theo Phật. Lúc ấy, đúng 12 giờ khuya, rạng ngày 20 tháng 9 âm lịch năm 1986. Ông hưởng thọ được 89 tuổi, trường chay 27 năm trọn vẹn. Lời tường thuật của cô tu sĩ Bùi Thanh Mỹ, con của ông hai. Lời bình: cổ nhân thường bảo,
thân là gốc của sự khổ. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng cho biết, sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn, thú hùm xé thay. Câu chuyện giảng sanh của ông Hai đã cho chúng ta thêm sức tính, nguyện và hành cầu sanh tịnh độ. Bởi vì ông Hai là một cụ lão quá cao niên, nếu ở đời thì đã phế diệt vua quan, còn ở đạo thì so với các tông tự lực chắc khó thể thành công được. Lại nữa, cư sĩ tại gia phải đối đầu với bao khó khổ mà ông giảng sanh có triệu chứng lành. Như thế thì kẻ hậu học như ta còn ngại gì mà không sớm cầu sanh tịnh độ. Bởi pháp môn niệm Phật là vua các pháp môn, môn tịnh độ nhiếp hết các pháp môn. Thế nên Đức Giáo Chủ ân cần chỉ dạy: môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Vậy hỡi ai là người muốn vượt bể trầm luân, hãy mau mau xuống thiền tịnh độ, để đến bờ lạc quốc an vui bất diệt. Chuyện thứ ba, cư sĩ Phạm Ngọc Chi, 67 tuổi, giảng sanh. Thân thí, ông Phạm Ngọc Chi sanh quán xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trước đây, ông Chi là một cán bộ ở Hà Nội. Nguyên nhân ngộ đạo, ông Chi có một đứa con gái là Phạm Ngọc Dung, cũng là một nữ cán bộ. Khi hòa bình, cô làm việc cho xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Nhờ lân cận với các bạn đạo nên cô tìm được quyển Sấm Thi của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sau khi xem qua, cô nhận được giáo lý siêu thượng của tổ thầy. Vốn có duyên lành nên cô phát nguyện quy y. Theo tôn chỉ, hệ có quy y thì phải trình với cha mẹ, tiếp được thơ con. Ông Chi vô cùng lo sợ, chẳng biết con mình theo đạo Hòa Hảo là chánh hay tà, nên ông quyết định vào Nam để tìm con cho rõ hư thiệt. Khi vào gặp con, cô Dung mới trao quyển Sấm Giảng giáo lý cho ông xem. Đọc xong, ông Chi vô cùng hoan hỷ và xin thỉnh về Bắc. Sau thời gian nghiên cứu, vốn là một nhà nho nên ông có đọc nhiều quyển Sấm Ký của Trạng Trình. Ông chợt nhớ lại trước đây 30 năm, có một nhà sư đã cho ông biết ở miền Nam có một thánh nhân ra đời lập đạo cứu thế. Vị này tài ba xuất chúng, tuy ẩn xác phàm nhưng là Phật đấy. Nhớ tới lời tuyên đoán này cộng với lời sư tuyệt ở Sấm Thi, ông Chi giác ngộ. Bây giờ ông vào Nam tìm bạn đạo để trao đổi và tu học. Có lần ông cùng với một số đồng đạo đi viếng núi Cấm, thấy được sự linh ứng, nhiệm màu nên ông nguyện phát tâm quy y và trường chay. Vốn là người trí nên khi phát tâm, ông hết lòng lo tu sửa và thường tham gia vào công tác xã hội để thể hiện theo tinh thần đường lối học Phật tu nhân. Ông cùng với người em và một số bà cô xin phép xây cất tại địa phương mình một ngôi chùa, và có mời anh em đồng đạo ở Châu Phú về vùng định cư của ông ở tỉnh Sông Bé để tuyên dương giáo lý Hoằng Pháp Lợi Sanh. Nơi đây được nhiều người phát tâm tu hành. Thời gian phát bệnh và giảng sanh. Ông Chi có bệnh ung thư gan nên được đưa đến bệnh viện Sài Gòn chữa trị. Bởi nhân cách tốt của ông nên được nhiều bác sĩ mến mộ, họ hết lòng chữa trị cho ông. Thấy bệnh ông trầm trọng, bác sĩ bảo ông nên ăn mặn để được khỏi bệnh. Ông nói: khỏi bệnh để được sống, mà sống để làm gì khi mình không giữ được lý tưởng thanh cao? Tôi thì nghèo thật đấy, nếu ai có đem đến cho tôi 5 cây vàng bảo tôi ăn mặn thì được sống lại được vàng, tôi sẽ không hề nhận. Nếu bác sĩ bảo tôi ăn chay mà không trị được thì hãy để tôi mang bệnh về nhà mà chết, tôi cũng hài lòng. Có lần trên giường bệnh, ông kêu bà vợ lại, chỉ vào ngực mình mà hỏi: bà có biết cái gì không? Bà nói: đó là trái tim của ông. Ông Chi lắc đầu bảo: đây là một hình hài giả ảo do tứ đại hiệp thành, tôi sắp trả lại cho tứ đại đây. Ông thường nói với cô Dung là lúc nào ba cũng cố gắng niệm Phật để cầu sanh cực lạc càng sớm càng tốt con ạ.
Có lần ông chăm chú hướng mắt lên hư không với vẻ mặt vui tươi, tay chắp vào ngực, thì bà Chi chạy đến nắm lấy tay ông lắc lắc nói: "Ông ơi, ông chết thì tang lễ phải làm sao hả ông?" Cô Dung kéo bà lại và khoác tay ra hiệu đừng xao động. Bà có vẻ bực tức, bước tới lắc ông mạnh hơn nữa và hỏi nữa. Ông trả lời: "Thì cứ làm y như tôi nói lúc trước đó." Bà bước ra. Ông Chi nói với cô Dung: "Ba đang tha thiết niệm Phật thì thấy Đức Phật hiện đến, hào quang sáng rực, và chư thánh chúng hiện đến vô số. Và ba mừng biết được ba sắp giảng sanh thì má con kéo lôi làm mất hết rồi. Thật là tiếc quá." Vừa nói ông vừa tắt lưỡi. Thật rất uổng. Ông lặp lại câu tiếc nhiều lần và rất uổng. Năm ngày sau ông nói: "Hoa sen hiện lơ lửng trên không trung. Có lần ông bảo: hào quang sáng rực đang hiện ra trước mặt ba kia." Thế là ngày 14 tháng 10 năm 1995 âm lịch, ông bình tĩnh niệm Phật và qua đời. Thuật theo lời cô Hai Dung, con gái của ông. Lời bình: ta hãy nghe lời dạy của Đức Thầy. Xác thịt là hư hoại thì trong lúc chết chỉ đem chôn cất cho kín đáo, đừng để hôi thối có hại cho người sống, như thế là đủ rồi. Bàn xét như trên nhận thấy, ông Chi có ba điều cảm ứng tốt đẹp. Một là cư sĩ có tinh thần cứng cỏi trước cái chết, vẫn không hề sợ sệt, lại cầu mong giảng sanh càng sớm càng tốt. Hai là nhờ thiết tha với tín nguyện hạnh nên sự linh cảm có ứng hiện, mà được thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thánh chúng và hào quang. Ba là ông bình tĩnh niệm Phật ra đi. Ba đặc điểm này đủ chứng tỏ ông Chi giảng sanh tịnh độ. Đúng như lời Đức Thầy đã nói: ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Chuyện thứ tư, tu sĩ Lâm Thị Gết được giảng sanh. Thân thế: Lâm Thị Gết quê ở xã Tân Tịch, quận Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong. Cô có đức tánh điềm đạm, làm cảm mến nhiều độc đạo. Ngoài việc tu sửa thân tâm chuyên lo niệm Phật, cô Bảy Gết còn thường cộng tác với các tín hữu lo truyền bá giáo lý và công tác xã hội. Năm 1966, cô có đảm trách nấu nướng cho khóa giảng viên truyền bá giáo lý do Ban Trị sự Trung ương ở Thánh địa Hòa Hảo, và thường góp sức với đồng đạo lo rất nhiều đạo sự. Thời gian phát bệnh và giảng sanh: cô bị bệnh ung thư, bác sĩ bảo phải mổ. Cô khước từ và chỉ mong niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng mẹ và thân nhân cương quyết bảo phải mổ để kéo dài sự sống. Cô Bảy miễn cưỡng đồng ý. Khi mổ xong được đưa về hậu giải phẫu. Trong cơn mê, cô cứ liên tục niệm ra tiếng bài Tây Phương tiếp dẫn: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, đại từ đại bi, tiếp dẫn vong linh Lâm Thị Gết, A-di-đà Phật. Từ bác sĩ, y công và hầu hết những người có mặt, ai ai cũng trầm trồ, khen lạ. Khi hết thuốc mê, cô tỉnh lại liền nắm tay người bạn đang nuôi mình và hỏi: khi mê, em có nói gì bậy không chị? Chị bạn trả lời: không, em chỉ niệm Tây Phương tiếp dẫn, chứ không có nói gì bậy cả. Bởi thấy bệnh nhân nằm bên cạnh, khi mê, họ thường nói xàm, chửi rủa đủ điều nên sợ mình cũng vậy. Sau khi lành mạnh, cô cố gắng công phu tu tập. Đến khi bệnh tái phát, cô biết mình không mạnh nên chuẩn bị tinh thần ra đi. Cô thu một cuộn băng niệm Phật và dặn chị dâu mọi điều hậu sự để ủng hộ tinh thần cho mình lúc ra đi. Có một người đồng đạo bình thường, cô này mến cô Bảy nhiều lắm. Sợ tình lưu luyến làm trở ngại nên cô kêu người ấy mà nói rằng: hôm nay cô khỏe nhiều rồi, em về Mỹ Hiệp thăm cha mẹ đi, rồi sau sẽ trở xuống. Cô ấy vâng lời về nhà. Hôm sau
cô Bảy Gết nhờ chị dâu sắm sửa cho mình một khai lễ. Cô ngồi niệm Phật và nhờ chị dâu bưng khai lễ lên lầu trình cửu quyền và trình với mẹ xin mẹ tha lỗi vì con chết trước mẹ, không báo hiếu cho mẹ được. Thương con, xin mẹ ráng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, rồi mẹ con mình cũng được gặp nhau nơi cực lạc. Nơi đó mới vĩnh viễn an vui không hề xa nhau nữa. Chị dâu cũng làm theo lời dặn của cô. Khi vừa trình xong, cô xá ba xá thì ánh sáng hiện đến chóa mắt. Mọi người nghĩ là xe qua phà ban đêm nên pha đèn vì nhà cô gần Bắc Cao Lãnh. Nhưng khi xem kỹ thì cô đã tắt thở. Được biết, đó là ánh hào quang hiện đến lúc cô lâm chung, thuộc theo lời của ông Thiện Tâm. Lời bình: theo ba kinh tịnh độ cho biết, nếu ai có đủ tín, nguyện, hạnh thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nhưng cao thấp là do dụng công sâu hay cạn, nên phẩm vị mới có khác nhau thôi. Nhận xét về công hạnh của cô Lâm Thị Gết, ta thấy sự dụng công của cô đã được thâm nhập vào tạng thức, nên khi bị gây mê thể xác mà tâm vẫn còn niệm Phật như thường, chứng tỏ cô dụng công đã được thuần thục, nên A Lại Gia thức và Mạt Na thức của cô không bị trở ngại về thuốc mê như kẻ khác. Người dụng công được như thế thì phẩm vị không nhỏ. Đọc chuyện giảng sanh của cô Lâm Thị Gết, ta thêm phấn khởi tinh tấn trên con đường tu tịnh độ. Hàng nữ giới như cô thật đáng kính và đáng noi gương. Vậy chúng ta nên nhanh chân xuống thiền tịnh độ, nắm chặt la bàn giáo lý để vượt qua bể trầm luân mà về an dưỡng quốc, mới không phụ lời nhắn nhủ của Đức Thầy: thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi hỏi này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời.